Mình đang đi trên con phố Lê Lợi của tại thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa các bạn. Buổi tối ở con phố rất là lớn nhưng mà vắng vắng tanh luôn. Hiện tại bây giờ thì khoảng là 9 giờ kém rồi các bạn, nhưng mà phố vắng người, rất là vắng người luôn. Đèn đèn đường thì nó chỉ đủ sáng thôi, nó không có sáng lắm. Nhưng mà đây mình dạo thử, quay cho các bạn thấy là con phố, đường phố rất là lớn luôn. Đường phố rất là lớn luôn nhưng mà rất vắng người. Hiện tại bây giờ mới có 9 giờ kém thôi, nhưng mà đường phố ở đây cũng rất là vắng. Chỉ có vài hàng quán đang bán. Đây là một trong những con phố trung tâm của thành phố Sầm Sơn. Đây là một cái quán cơm. Quán cơm nhưng mà cũng rất là vắng người luôn. Đúng là không có gì hay ho hết các bạn. Đường thì vắng tanh, quán xá cũng vắng. Đây là điện lực thành phố Sầm Sơn. Điện lực thành phố Sầm Sơn. Quán ốc Sài Gòn, bún bò Huế. Đây là một trong những con đường trung tâm, đường lớn của thành phố Sầm Sơn đó. Con đường này là nếu mà quay là ở sau lưng này là quay đi thẳng ra là đi ra biển các bạn. Đây cách biển khoảng một cây số thôi. Đường rất là rộng lớn. Đường phố Sầm Sơn vào ban đêm sao mà rất là buồn luôn các bạn. Đường thì vắng tanh, quán xá thì không có người. Đây là một góc ngã ba đường Lê Lợi, đường Lê Lợi đây các bạn, và Lý Tự Trọng. Đèn rất là tối luôn. Ở bên kia là những cái tòa nhà quán xá. Những cái quán này là chủ yếu là nó nằm trên đường Lê Lợi các bạn, cái trục đường chính nãy mà mình đi từ nãy giờ. Còn đây là cái góc ngã ba đường Lý Tự Trọng.
vô cùng vắng vẻ luôn các bạn. Ở cái đường Lê Lợi, cái đoạn này thì cũng còn thấy sầm uất một chút, có nhiều ánh đèn. Nói chung là lưu lượng xe cộ cũng không có nhiều so với lại là cái đoạn đường, cái con đường nó rộng thênh thang. Theo mình cảm nhận thì buổi tối ở thành phố Sầm Sơn rất là buồn luôn, rất là vắng vẻ. Nói chung là mùa này vắng vẻ, tại vì mùa này không phải là mùa du lịch. Mình đang đi vào mùa đầu và vào tháng 4 các bạn. Ở đây là mùa du lịch là mùa hè, là từ tháng 6 cho đến tháng 8 mới có khách du lịch nhiều. Còn bình thường những cái tháng còn lại thì Sầm Sơn rất là vắng, rất là vắng vẻ. Vắng vẻ. Các hàng quán như bán hải sản, các nhà hàng đều hầu như là đóng, ít phục vụ cho người dân địa phương hả, nên những cái nhà hàng đó người ta đóng cửa. Với cái lưu lượng ngựa xe cộ rồi những người ở đây như vậy thì hầu như là mấy cái nhà hàng hải sản bán cho khách du lịch người ta đóng cửa, người ta không hoạt động. Mình đã đi dạo cơ bản về cái con đường trục chính của thành phố Sầm Sơn. Ở đây nè các bạn, cho các bạn thấy một cái góc đường, đây là góc đường Nguyễn Thị Minh Khai nè. Đó, con đường Nguyễn Thị Minh Khai rất là buồn luôn. Mình quay trở lại đường Lê Lợi nha các bạn. Nói chung là đây là một cái trải nghiệm của một khách du lịch. Mình là lần đầu tiên mình đến Sầm Sơn và đến ngay cái mùa này, mình cảm thấy là rất là buồn. Và mình cũng có hỏi dân địa phương thì người ta nói là mùa này không phải là mùa du lịch nên rất là vắng khách. Nếu mà các bạn muốn đến Sầm Sơn mà những ngày mà đông đúc hả, sầm uất, thì các bạn sẽ đi vào mùa hè, đi tắm biển vào mùa hè. Biển mùa này hả, nước rất là lạnh. Từ trước Tết cho đến bắt đầu từ mùa đông á, đến thời điểm này thì người ta không có tắm biển, không có đi du lịch tắm biển. Mấy ngày nay mưa dầm nữa nên hẹn các bạn hả, vào mùa hè các bạn sẽ đến đây, các bạn sẽ thấy một cái Sầm Sơn nó khác hơn những gì mà mình đang quay cho các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã xem video, và các bạn nhớ like và đăng ký kênh để sẽ cùng mình trải nghiệm thành phố Sầm Sơn vào những cái video khác. Xin cảm ơn các bạn.